Ba nghệ sĩ, ba cá tính đến từ ba lĩnh vực khác nhau. Tất cả hãy cùng nhau tỏa sáng. Kính thưa quý vị, và bây giờ trên sân khấu của chúng tôi đang là hai đội Tắc Kè và À Há. Và sau ba tiếng đếm, cả ba vị giám khảo sẽ quyết định màu sắc dành cho cả hai đội. Các bạn đã dung hòa một cách quá là tuyệt vời. Thoại hay quá. Tất cả các bạn đều diễn rất là xuất sắc. Một màu đỏ. Và hai màu trắng. Như vậy xin được chúc mừng cho đội A Há. Ngày hôm nay các bạn cũng đã rất may mắn và có một phong độ càng ngày càng vững chắc hơn khi giành được phần thắng trong phần thi đối kháng đối với đội Tắc Kè. Và xin mời tất cả mọi người hãy cùng nhớ đến mã số cú pháp nhắn tin của chúng tôi để dành tặng cho hai đội A Há và Tắc Kè. Đó chính là CNTS khoảng cách mã số đội chơi gửi cho tổng đài 8234. Và ngày hôm nay, cả hai đội Cá Biệt và Tam Hạp đã mang lại cho chúng ta những khái niệm về thiện và ác với những cảm xúc rất đặc biệt. Và những cảm xúc này sẽ được đánh giá qua phần cho bảng màu của ba giám khảo. Hai tiết mục, thật sự tiết mục nào cũng quá hay. Ai làm cho tôi mệt nhất ở trong lòng ngực phía bên trái thì tôi chọn người đó vậy. Đội đỏ. Xin cảm ơn sự chọn lựa của nhà báo Trang Thi Miêu. Ba màu đỏ tuyệt đối đã thuộc về cho Tam Hạp. Mà một lần nữa họ vẫn vững vàng với vị trí của mình. Xin chúc mừng Tam Hạp. Và cũng chúc mừng cho đội Cá Biệt đã có rất nhiều cố gắng. Hy vọng tất cả các đội sẽ tiếp tục lạc quan tự tin hơn nữa và tràn trề sức trẻ để chúng ta có thể tiếp tục với những chặng đua sắp tới rất khốc liệt của Cùng Nhau Tỏa Sáng 2016. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 21 giờ thứ 6 tuần sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vậy là sau đêm thi thứ 8, chúng ta đã biết hai đội chiến thắng là Tam Hạp và À Há. Đây là đêm thi không loại nên không có đội nào rời bỏ đường đua. Nhưng tổng điểm của ba giám khảo đêm nay sẽ được cộng dồn cùng đêm chung kết chính để tìm ra hai đội xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết trao giải. Chủ đề đêm chính, chuyện chưa kể. Sẽ là câu chuyện đời thấm đẫm niềm thương của các nhóm. Hãy đón xem Cùng Nhau Tỏa Sáng tập 9 sẽ được phát sóng lúc 21 giờ thứ 6 ngày 14 tháng 10 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 phút thứ 7 ngày 15 tháng 10 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.